Thạch xin chào toàn thể anh em đang ngồi nghe Thạch nói chuyện trên màn ảnh kênh YouTube. Kênh YouTube mà anh em đang nghe và xem là một kênh YouTube của Thanh Thạch. Kênh YouTube chuyên chia sẻ kinh nghiệm chơi xe hai thì, đặc biệt là xì bo, một dòng xe đẳng cấp làm cho giới trẻ của đất nước Việt Nam, không riêng gì giới trẻ, những bậc tiền bối cũng đam mê. Vì đây là đẳng cấp rất khó thực hiện cho nên phải gọi là đam mê. Nếu như mà có tiền cầm đi mua được thì không còn gọi là đam mê nữa, đúng không anh em? Thì rất là khó thực hiện được cho nên mới gọi là đam mê. Thì chính vì chỗ đó Thạch mới tạo nên kênh YouTube này, để giúp đỡ anh em đam mê đó dễ dàng thực hiện được đam mê. Thì kênh YouTube của anh Thạch, tính đến thời điểm hôm nay, Thạch đã giúp đỡ và chia sẻ đến cho những anh em thực hiện được đam mê cũng rất là nhiều, giúp đỡ được cho anh em biết nhiều, biết rõ về hai thì. Thì những anh em nào mà chưa thực hiện được, mà có ý tưởng muốn thực hiện cùng Thanh Thạch chinh phục đỉnh đam mê, thì bên góc phải màn hình cho đăng ký kênh, em nick vào đó để cùng Thanh Thạch chinh phục đỉnh đam mê. Thì qua những clip vừa qua, Thạch đã hướng dẫn cho anh em canh chỉnh xe các thứ đầy đủ, hướng dẫn cho anh em xem từng món đồ riêng của chiếc xì bo, hướng dẫn cho anh em cách mua xe, phân biệt giấy tờ xe, xe ráp, xe riêng, xe dọn, chỉ cho anh em biết thế nào là xe dọn mới và thế nào là xe riêng nguyên bản. Thì coi như là đã rất đầy đủ rồi. Thì nói tóm lại là những cái kinh nghiệm Thạch rút ra để chia sẻ đến cho anh em là đã hết. Không phải là hết, là phải nói là như vậy anh em. Cái lĩnh vực về hai thì nó rất là đa dạng và phong phú, không ai là người biết hết được hết. Thạch tin chắc rằng điều đó, người này biết, người kia sẽ biết nhiều hơn và biết những cái thứ mà người này không biết. Thì nhưng mà kinh nghiệm của Thạch chơi từ bấy lâu nay, lăn lộn giang hồ, ở chốn giang hồ bấy bao nhiêu lâu nay, biết được những gì mà dính dấp phải vào hai thì, đặc biệt là xì bo, và bị nó hành, bị nó giật, là Thạch cũng đã đem chia sẻ hết cho anh em. Thạch nghĩ chưa hoàn hảo nhưng mà đã đủ làm cái hành trang để cho anh em chơi. Cho nên Thạch không có ra những cái clip mà chỉ anh em coi này coi kia nữa, tại Thạch chỉ nhiều lắm mà chắc có lẽ là đủ rồi. Chỉ từ câm tới bình xăng con, các thứ dây điện đài, các thứ đồng hồ, rồi bô, rồi hình dáng riêng của từng đời xe đã chỉ rất là nhiều. Thì hôm nay Thạch không làm những cái clip mà hướng dẫn cho anh em xem trong cái xe nữa, mà bây giờ Thạch sẽ bắt đầu chuyển qua cái ý tưởng mới để hướng dẫn cho anh em xem cái kênh của anh Thạch, hiểu thêm những cái mà Thạch không chỉ, nhưng mà anh em nghe được những lời Thạch nói sau đây là anh em sẽ hiểu về hai thì nhiều hơn mà Thạch chỉ trước đây nữa. Rồi thì cái clip này bắt đầu là một cái xu hướng mới của Thạch. Thạch tin chắc rằng sẽ giúp được anh em rất là nhiều, là Thạch sẽ đổi chiến thuật, có nghĩa là bây giờ Thạch sẽ lựa chọn những câu hỏi mà anh em thường phải quan tâm, khó mà tìm được người giải thích, thì Thạch sẽ lựa chọn những câu hỏi mà anh em hỏi Thạch. Thạch lựa chọn những câu hỏi nào hay, bắt đầu Thạch sẽ trả lời trên YouTube, trên cái clip này luôn, là coi như anh em nào hỏi những cái gì hay, Thạch sẽ liệt kê ra và trả lời thẳng, là mình có thể là vừa nhìn thấy và có cái lý thuyết để cho anh em nắm vững để chơi. Nhưng anh em hãy nhớ rằng một điều là những lời Thạch sắp trả lời sau đây là hoàn toàn là sự thật. Tại vì Thạch biết, Thạch đã từng va chạm, thấy tận mắt, nghe tận tai và từng đi làm những cái thứ đó, cho nên Thạch biết, Thạch mới trả lời cho anh em. Lỡ trả lời bậy cái mấy anh sủng nhi chửi Thạch chết luôn. Thạch sợ, Thạch không dám, biết rõ mới dám lên đây để mà đứng nói chuyện, để chia sẻ cho anh em. Rồi thì những anh em đam mê hãy hướng mắt về màn hình, không xem cũng được nhưng nghe những lời nói đây. Câu hỏi đầu tiên là: một chiếc xì bo bình thường tiêu thụ được bao nhiêu lít xăng trên 1 km? Thì Thạch xin trả lời rằng, nếu như một chiếc xì bo tiêu chuẩn đúng mức của nhà sản xuất đưa ra, mà anh em chạy nhuyễn của một chiếc xì bo là trên 30 cây lít xăng, kể từ mức chính xác là 37 cây trở lại đến 30 cây, mức trung bình là 35 cây số trên 1 giờ,
và trên 1 lít xăng là mức tiêu thụ của một chiếc xe bồn. Đó là xe riêng. Còn nếu như những chiếc xe mà lòng hơi lớn, ví dụ từ cấp 3, cấp 4 trở lên thì cũng có thể, nếu như mình xe con là còn riêng là chạy được 30 cây. Còn nếu như riêng hoàn hảo tùy theo anh em chạy nữa, kéo mà xe bồn nha. Chạy mà kéo mà nạt nhiều, đề ba nhiều là sẽ ăn xăng hơn chạy đường trường. Anh em hiểu chưa? Là mức tiêu chuẩn của nó là trên 30 đến 37 km tiêu thụ hết một xăng. Còn nếu như anh em nạt nhiều là ăn hơn nha, tại vì mình chạy nạt nhiều, đề ba nhiều là ăn hơn. Nhưng mà ăn không cũng không quá là hơn tí thôi. Thì nếu như mà hơn cũng khoảng cỡ 28 29 cây chứ không có hơn nữa. Nếu như mà hơn nữa là anh em tháo cái lồng ra coi cái lồng nó cháy bao lớn nè. Nó chạy bằng máy cu le á, ý lộn, máy D thăng. Bự ăn mới giữ 25 cây lít xăng có nha anh em. Có chiếc xì bo chạy 20 cây lít xăng có luôn nha. Chơi cái bình 150 luôn. Trái bích tông thì như trái D8 chạy với sông vậy đó. Buông ra cái cốc đầu chạy rất dữ. Rồi câu hỏi thứ hai là một chiếc xì bo 1 lít nhớt pha chạy được bao lâu? Thì Thạch xin trả lời là 1 lít nhớt pha là chạy được trên 20 lít xăng. Tùy theo cái lượng chỉnh nhớt anh em xuống nhiều hay ít. Là 1 lít nhớt, một cái bình chứa trong chiếc xì bo của chúng ta là chứa được 1 lít nhớt nha anh em, đầy là 1 lít nhớt. Và 1 lít nhớt đó tương đương với 20 trở lên, 20 lít xăng á, chạy hết 20 lít xăng là có thể hết bình nhớt. 20 hoặc 25 lít tùy theo là anh em chỉnh lượng nhớt ít hay nhiều. Rồi thì bắt đầu tới cái câu mà những anh em hỏi rất là nhiều trên ở năm nay là năm 2019. Là hỏi xì bo giấy đi đường mua được không anh? Thì Thạch xin trả lời, xì bo giấy đi đường mua thì được đó. Tại có tiền mua thì được. Nhưng chạy được hay không là do mấy anh công an. Tùy theo công an ở nơi đó khó hay dễ. Nếu như công an ở đó khó là khó chạy. Tại vì ví dụ như tỉnh Kiên Giang của Thạch, như là ngoài Rạch Giá hoặc là về U Minh, là nếu như gặp chiếc xì bo mà biển số lạ chạy trên đường quắt lại là sẽ tra biển số ngay. Là tùy theo tỉnh thôi nha. Tra bản số thì nếu như mà nguồn gốc không rõ ràng thì mang về để điều tra. Có tiền mua thì được, nhưng mà chạy được hay không là do mấy anh công an. Rồi tiếp theo là xì bo thanh lý một chỗ mua được không anh? Và có loại xì bo thanh lý một chỗ có thể sang tên được trong tỉnh, có nên mua không? Thì Thạch xin trả lời là xì bo thanh lý một chỗ là cái xì bo gì mà Thạch nói vậy? Không biết. Chắc có lẽ nó trục chặt cái gì đó cho nên chỉ thanh lý được một chỗ thôi, có lẽ là một người thôi. Là nguồn gốc chắc cũng không rõ ràng cho nên chỉ được một người đó thôi. Một người đầu tiên là chủ chiếc xe đó và không bao giờ có người thứ hai. Và thanh lý một chỗ có thể sang tên trong tỉnh thì nếu như mà người chủ xe đó có quen biết với công an thì có thể sang tên được trong tỉnh đó là ok. Tại vì thanh lý một chỗ cho người đó là bạn hiểu thế nào mà người đó có thể được một chiếc xe thanh lý, là vì người đó cũng có gốc gác, có quen biết trong công an, cho nên có thể thanh lý được một chỗ đó. Nhưng mà là thanh lý ở tỉnh nha, tỉnh thanh lý cho tỉnh là không có ra tỉnh khác sang tên được, chỉ sang tên trong tỉnh thôi. Thì những anh em nào mà ở trong tỉnh đó mua về sang tên cho anh em thì ok, chạy được. Còn nếu như mà anh em ở ngoài tỉnh mà mua xe ở tỉnh đó thì mang về tỉnh anh em chạy cũng đâu được. Chạy được thì được, nhưng mà mai này bán cho người khác nữa hơi khó. Thì nếu như mà anh em mà ở chung với tỉnh cái xe đó thì Thạch nghĩ là nếu như mà có ý tưởng mà xài luôn thì có thể mua được trong tỉnh đó, còn mua về ngoài tỉnh thì hơi khó. Rồi tiếp tục là xì bo ráp chạy có ngon không anh? Thì Thạch cũng xin trả lời là xì bo ráp chạy có ngon không thì Thạch không biết.
Tại vì nếu như mà tại vì 10 người gáp 10 chiếc Sibo khác nhau, chiếc đâu ai giống ai. Nếu như mà lỡ trả lời mà Sibo ráp chạy ngon thì chết luôn á. Nếu như mà người ta ráp chiếc xe đó bằng tâm huyết thì chạy ngon ok đó. Còn người ta ráp lên thành chiếc Sibo để bán thì đặt nghĩ không ngon. Và nếu như anh em muốn xem, muốn biết để tìm một chiếc Sibo ráp chạy ngon đó, thì thành khuyên anh em nên coi hết những cái clip của Thành. Biết nhìn hết những món đồ đi, biết thử xe này cổ kia rồi đã đi tìm mua những Sibo ráp. Tại vì nhìn là biết. Rồi, thì sau khi trả lời cái câu Sibo ráp chạy có ngon không thì Thành xin mời anh em giải lao trong ít phút uống nước. Sau khi giải lao vài phút nước thì Thạch xin chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh giới thiệu xe hai thì của Thanh Thạch, và là cái kênh để chia sẻ kinh nghiệm chơi xe thì. Sau khi Thạch trả lời câu hỏi tiếp theo thì Thạch xin nói với anh em là tại vì ban ngày Thạch rất là bận, và khi quay clip lúc ban ngày thì nó rất là ồn, tại vì cái này Thạch nói chuyện không à. Thạch muốn cho anh em nó nghe rõ hơn cho nên Thạch chọn ban đêm. Bây giờ cũng 10 giờ mấy hay gì đó, 9 giờ mấy gần 10 giờ rồi. Nhưng mà Thạch còn rất là nhiều việc bận phải làm, nhưng cố gắng đứng đây để trò chuyện, chia sẻ với anh em, để giúp cho anh em có thêm những cái kinh nghiệm để mà chơi xe thì. Thì sau khi trả lời câu hỏi xe ráp chạy có ngon không, thì tiếp theo đây Thạch xin lựa chọn một câu hỏi rất là đặc biệt và rất là xuất sắc, rất là gây ấn tượng cho người xem cũng như là Thạch không biết trả lời sao cho đúng luôn. Cho nên Thạch xin đọc cái câu hỏi đó đầu tiên. Tin chắc rằng những anh sủ nhi và những anh đam mê tiến bộ của xe Sibo sẽ rất là thích với câu trả lời này của Thạch. Thì có một em hỏi Thạch là: anh ơi, bô xe Sibo có gắn vô xe quay được không? Thì Thanh Thạch xin trả lời là bô Sibo có thể gắn vô tất cả dòng xe nào cũng được, nhưng nổ không giống Sibo. Kể cả nếu như anh em lấy cái bô Sibo mà gắn vô cái động cơ của những chiếc Z800 hay Z1000 gì cũng không bao giờ nổ được cái tiếng giống như Sibo, không bao giờ được. Tuy rằng nổ nghe anti thì nghe tạch 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 vậy đó, nhưng mà khi anh em kéo ga lớn lên là nó y gan như bô thường của mình thôi. Gắn thì được, anh em chỉ khó cắt cái cần cổ của cái bô của anh em muốn gắn đó, cắt cần cổ ra để hàn vô cái bô của Sibo, cắt cổ bô Sibo ra hàn vô là sẽ gắn vào được thôi, xe nào cũng được. Nhưng bô Sibo muốn nổ giống tiếng của bô Sibo hai thì chỉ gắn được ở động cơ xe hai thì thôi thì nó mới nổ được. Còn tất cả những xe hơi mạnh cỡ nào mạnh, 4 thì mạnh cỡ nào mạnh, gắn bô Sibo cũng không nổ được giống tiếng Sibo. Rồi, thì để tránh các thời gian anh em xem hơi bị lâu thì Thạch xin dừng cái clip tại đây sau khi trả lời câu hỏi bô xe Sibo có gắn vô xe quay được không. Thạch xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở clip sau. Thạch sẽ trả lời rất là nhiều những câu hỏi được Thạch lựa chọn, rất là hay, rất là nhiều anh em quan tâm. Thì clip sau Thạch trả lời tiếp. Rồi, Thạch xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em đam mê dòng xe thì ở clip sau nhé.